Các bạn, mình là Loan nhóm 1. Hôm nay mình thực hiện nguyên âm E. Cách tạo nguyên âm E như sau. Tạo cấu hình miệng tương tự. Khi phát âm E trong tiếng Việt, phát ra âm E có độ dài ngắn, lực mạnh và dứt khoát. E E E E E E E. Các từ đã học. E wet 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 air head 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 air check 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 bend bend air sentence 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 air correct 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 air heavy 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 air measure 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 air better 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 heavy metal heavy metal heavy metal heavy metal